Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn, đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã lại đến với TV. Hôm nay mình có đi chơi với nhỏ lớp trưởng các bạn ạ. Lớp trưởng khối cấp 3 của mình thôi. Chứ còn bây giờ thì mình không còn đi học nữa rồi, cho nên là mình sẽ không có lớp trưởng đâu. Thì nhỏ lớp trưởng khối cấp 3 này cũng rất là hay chơi thân với mình. Cũng hay thi thoảng là cũng phô thầy cô, ghim sổ đầu bài, như kiểu là nhắc mình trật tự rồi các kiểu thứ. Nói chung là mình thú lắm. Nói thế thôi chứ thực ra bọn mình chơi rất thân với nhau. Và hôm nay mình đã dẫn nhỏ lớp trưởng của mình đi chơi nguyên một ngày luôn. Mua đồ cái kiểu trò này, chơi những trò chơi này, ăn uống này, trượt băng các thứ đỉnh luôn. Bạn nào muốn xem vlog mình đi chơi với nhỏ lớp trưởng có thể xem ở tại kênh Hùng Kaiju 1m2 các bạn nhá. Bây giờ trái hình thì thôi, còn nếu như bạn nào thấy yêu quý mình đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực làm thêm các video reaction tiếp theo cho các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Like và đăng ký xong rồi anh em mình xem top top cho các bạn nhỉ. Em đã xa anh vào trong một show. Thôi, em nghe cái nhạc là em biết đéo ổn rồi. Cái trend này nó xuất hiện nhiều ở trên TikTok của em quá. Nó làm em nói tiếng Việt không sõi nữa rồi. Không có bộ đồ người nhện thì chị làm trend này làm gì hả chị ơi? Sao chị lại mặc bộ đồ như thế này? Em thích lắm, không được chị ơi. À có quên. Thôi em không xem lại lần hai đâu. Bê đúng lúc chồng mắt và chồng mặt vào chồng đít vào mặt thì đánh sấm. Mặt anh chồng kiểu chứ. What the fuck vợ? Có mặt chị vợ kiểu chứ. Em không biết, không phải em. Không phải em. Em vào Hà Đông này. Vừa hôm nay vừa đi xong. Các bạn có giống mình không các bạn? Mặc dù là nội dung chính là nói về chị này, chị ấy đấm cái trò này. Không hiểu sao mắt mình của mình đảo sang nhóc này. Không biết là mặt này là bị bệnh hay là bị ong đốt các kiểu nên nó bị sưng húp lên hay gì ta. Em không biết nữa. Nhưng mà xin phép là cho anh xuống địa ngục nhá. Em phải nói thật với em là trong mặt em anh bị kiểu... Người ta bảo là không được cười, nếu mà cười địa ngục nó đéo chứa chấp mình đâu các bạn ạ. Không cười. Các bạn hiểu không? Không được cười trên nỗi đau của người khác. Bà chào tất cả các cháu nhá. Bà chào cháu Hồng. Ôi, chào bà Tân Vlog nhá. Lâu lắm rồi mới thấy bà. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà là sinh năm 67. Năm nay là 53 tuổi. Thế cô Vân, cháu Vân sinh năm bao nhiêu? Cháu bà là 63 mà 57 tuổi. Vô lý. À 67 là 53 tuổi. Để mẹ tôi nghe nhầm. Cháu sinh năm 66. Bà chào. Bà sinh năm 67. Cháu sinh năm 66. Cháu hơn mẹ bà 1 tuổi. Khó cho bà Tân Vlog luôn đấy chứ. Cái gì đây? Cái gì đây? Anh này bị sao à? Ui, bị bóng đập vào ngực hay gì ấy? Ui, bóng đập vào ngực à? Ui, kiểu lúc đấy chắc không thở được luôn ấy. À, ông bị đánh vào này. Không phải là vào ngực mà ông bị đánh phát vào mặt thì sao ấy. Em hỏi anh nha, anh có yêu em không? Anh có. Anh có lấy em không? Anh có chứ, anh muốn lấy em làm vợ lắm luôn đi. Nhưng mà em chả biết làm gì cả, em chả biết nấu cơm, biết làm, chỉ biết yêu anh thôi. Thế thì biến mẹ mày đi. Rất quyết đoán, 10 điểm quyết đoán bạn nhá. Thank you.
camera 360 độ. Ông này hình như ống ngậm cái camera vào mồm. Hoặc là ở cạnh mồm giống nhai sao. Không cười, không cười, không cười, không cười. Các bạn hiểu không? Không được cười. Cười là Chúa sẽ trừng phạt các bạn đấy. Không giỏi. Không cười. Ừ. Có mẹ mày giật hết cả mình. À, cái này là kiểu các loài động vật sống sót trước cái pha kiểu nguy hiểm bất ngờ ấy. Kiểu bị thú săn mồi tấn công bất ngờ mà vẫn thoát được ấy. Ồ. Ui. Ui, ao trình vãi đái à. Mẹ mày nó bẻ cua phát con kia đâm mặt vào tường luôn mà. Ui. Này đua drift thì phải gọi là chất. Rồi ôi. Ui. Ui. Các bạn ạ, à, khi mà ba thằng đéo biết parkour bắt một thằng đòi giỏi parkour nó thế đấy. Tao đã xem video này là 2 lần rồi. Con mẹ nó, con chó này nó cười quá trông chiến nhở. Cái gì nữa đây? Ê đừng có bảo là mày gõ cửa mày chôn nha. Này các bạn, cái này mà ở bên nước ngoài ấy các bạn, kiểu mấy ông nước ngoài mấy ông hay được thủ vũ khí ở trong nhà để phòng thân ấy. Bên nước ngoài có một số người người ta còn được cấp phép giấy phép sử dụng súng ấy. Người ta giữ súng là người ta bắn đi cũng không ngoan đâu. Chuyện là hồi nãy em có ra chợ em đi mua đồ các anh chị. À. Xong rồi em thấy cô kia bán ổi ngon quá thì em mới hỏi cô là à. Cô ơi, cô bán ổi 1 ký nhiêu vậy cô? Cái cô mới nói là cô bán ổi 1 ký có 5.000 à con. À, xong rồi cái em kêu cô căng cho em là 1 ký đi, ký đúng luôn nghe cô ơi. Okay. Thì cô căng em đúng 1 ký, xong rồi em máng ổi lên xe của em á, xong rồi em móc trong bóp ra 5.000 trả cho cô, xong rồi em bật cái chìa khóa xe các anh chị, em bật như này, bật qua, xong cái em đạp số em dặn ra cái em chạy về luôn, xong rồi giờ em chuẩn bị vô nhà nghe. Em đâm muối em mang cái bịch ổi này nghe các anh chị. Nó vô đâm muối là quốc luôn á. Câu chuyện có gì đặc biệt? Tại sao tôi lại dành thời gian ra để nghe thằng này nó kể về câu chuyện đã đi mua 5.000 tiền ổi nhỉ? Ơ, làm thế nào? À, đoạn đầu thằng bỏ mẹ quay video nó đái các bạn. Nó đái. Nó đái xuống cái nước này. Ở đâu nguồn? Xong thằng này nhảy xuống. Thằng này kiểu rửa mắt. Thằng này chắc chắn là sẽ uống vài ngụm. Ôi dồi ôi. Thượng nguồn đái, hạ nguồn uống. Húp, lấy húp để giờ tôi sẽ giải tương ớt lên đây nè. À, video của anh Lâm Vlog à? Rồi. Sốt Melalem Lisa nè. Vãi cả Melalem Lisa. Vãi cả cứt ạ. Nó cho mình trải nghiệm cảm giác mẹ mày đi tàu lượn siêu tốc à. Ôi. Ôi nó phi ngược như này luôn à. Ôi. Ôi rồi ôi. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Isto é para vosotros. Cái gì ấy? Trưởng này chắc là trưởng ở Việt Nam chắc là trưởng mạnh nhất các bạn ạ. Phép thuật này là mạnh nhất này. T
tại sao lúc thả bên trên em nó ngồi mà đến lúc xuống em nó lại nằm cắm đầu xuống dưới đất là thế nào? Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 227, vượn cáo chính là loài vật ăn chơi nhất hành tinh. Tại các khu rừng nơi vượn cáo sinh sống có rất nhiều những con cuốn chiếu có độc. Vượn cáo thường bắt những con cuốn chiếu này cho vào miệng và giả vờ cắn với mục đích là để cho những con cuốn chiếu phản ứng lại bằng cách tiết ra một loại dung dịch có chứa chất độc cyanide. Chất này sẽ làm cho vượn cáo chảy nước dãi liên tục. Hỗn hợp nước dãi và chất độc đó sẽ được vượn cáo chà sát lên bộ lông của chúng, giúp chúng xua đuổi được côn trùng gây hại. Tuy nhiên, đây chưa phải là công dụng chính, vì sau khi hỗn hợp ngấm qua đường tiêu hóa thì công dụng mà vượn cáo thực sự mong chờ mới bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu tiên, chúng sẽ có hiện tượng sụp mí, sau đó đôi mắt của chúng trở nên đờ đẫn và dần dần díu lại. Mọi giác quan trên cơ thể bắt đầu lâng lâng phiêu bồng và thời gian đối với chúng dường như trở nên ngưng động. Lúc này, những con vượn cáo chính thức bước vào trạng thái phê pha. Cơn phê kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, nhưng đối với chúng bấy nhiêu là chưa đủ nên chúng tiếp tục lùng sục và vắt kiệt những con cuốn chiếu tội nghiệp để kéo dài cơn phê của mình cho đến khi không còn biết mình là ai nữa thì chúng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày dài ngập tràn ảo giác. Sự thật. Cách đập đá của động vật. Cảm ơn anh. Cảm ơn Hào Hàn. Anh đã giúp cho em biết được động vật đập đá như nào. Em sẽ tiếp thu. Cái gì đây? À, bóc có bim bim nhẹ nhàng để không ai nghe thấy. Đưa mắt đảo xung quanh nhưng mà thằng quay nó nghe, nó nhìn thấy rồi bạn. Thằng quay nó nhìn thấy rồi. Là cái nào để đưa lên miệng đây? Trông mặt bố này kiểu như họ đang làm gì đấy mờ ám lắm. Tôi mà giáo viên tôi nhìn đến mặt thằng này lúc đang ngồi nghe, tôi biết ngay bên dưới tay của nó đang làm gì. Nhưng mà tôi sẽ không nghĩ nó bóc đồ ăn vặt, tôi nghĩ nó quay tay luôn á. Ai ôi quả này hơi đau nha. Ok luôn, chủ nào từ nấy luôn, người ngã chó ngã luôn. Ôi. Nuôi mấy con thú này tốn cơm tốn gạo vãi. Tôi xem cái này rồi anh em ạ. Em sẽ xem file của mình này. Bình tĩnh và xem. Oh my god. Và đó là quả cáo sushi. Vãi cả quảng đảo. Lâu rồi tôi không xem video giúp senpai. Thật sự là tôi không biết video này. Thật sự là tôi không ngờ đến. Những bức ảnh bạn phải nhìn hơn 2 lần. Những chú vịt sau khi cơn lũ đi qua thì lại được bơi lội thỏa thích. Nhưng mà người chủ của chúng thì lại không được vui cho lắm. Bởi vì vài chục chiếc xe máy trên đây đã bị ngập hết. Chỉ còn chờ mỗi cái đầu xe lên thôi. Ô, bạn nghĩ với hành vi sản xuất của người trên đây thì có chấp nhận được không? À không, cái này nhìn tay này là em biết là đây là tay của chị này bên quàng vai qua rồi, cái này nhìn dễ. Được, bởi vì ông ấy chỉ đang khoanh tay thôi, còn chính cô bạn thân bên cạnh mới đang đặt tay lên vai của cô gái. Thật ra việc treo thùng rác lơ lửng lên trên cao như thế này rất là bất tiện cho trẻ em. Kêu gọi các anh chị em cộng đồng mạng hãy giúp đỡ các bé. Nó đang nằm ở đất mà. Bằng việc dùng đầu ngón tay của mình che đi vũng nước phía bên dưới. Bạn thấy ổn chứ? Thật không may là chụp lén cô gái rất là xinh đang ngồi phía trước nhưng mà đã bị cô ấy ngoái lại phát hiện mất rồi. À cái này là trên ảnh. Bạn phải làm gì bây giờ đây? Trên tạp chí thôi, trên tạp chí thôi. Hãy lấy đi cuốn tạp chí trên tay của cô ấy, gương mặt của cô ấy sẽ biến mất. Nếu bạn đang nghĩ tới một nải chuối vàng ươm thì bạn đã lầm rồi. Chỉ cần bạn đụng tay vào, chú rắn này sẽ không hề vui đâu. Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 214, gấu Bắc Cực là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất đối với con người. Chúng là một trong số rất ít những loài động vật săn lùng con người như là một con mồi ngoài tự nhiên. Không giống như những loài gấu khác, gấu Bắc Cực được xếp vào nhóm động vật chuyên ăn thịt. Có nghĩa là chúng sẽ không ăn trái cây, rau củ hay sâu bọ, mà bữa ăn của chúng chỉ toàn thịt và thịt. Gấu Bắc Cực có thể đánh hơi được một con hải cẩu cách xa nó tới tận 32 km. Và kể cả là con hải cẩu đó có đang trốn dưới hố băng thì gấu Bắc Cực vẫn có thể đánh hơi ra được trong bán kính 1 km. Có nghĩa là nó biết được vị trí của con mồi trước cả khi
nó thấy được con mồi. Đó là lý do vì sao khoảnh khắc bạn bắt gặp một con gấu bắc cực thì lúc đó là đã quá muộn rồi. Vì khả năng cao là nó sẽ tăng tốc tới chỗ bạn chỉ trong chưa đầy một phút. Có một cách để đối phó khi chạm trán gấu bắc cực đó. À, con này biết Haki quan sát, nó còn biết cả sang số 2 gear Sekano để nó đi dịch tăng tốc độ di chuyển lên này. Ở trên đường bỏ chạy thì bạn hãy từ từ vứt bỏ lại đồ đạc và quần áo trên người. Việc này sẽ cầm chân được con gấu do nó sẽ dừng lại để đánh hơi những món đồ đó. Tuy nhiên nó sẽ lại nhanh chóng đuổi kịp bạn vì tốc độ của gấu bắc cực là cực kỳ nhanh và kể cả là bơi thì bạn cũng không phải đối thủ của nó. Vậy nên có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là bạn sẽ chết cống do hạ thân nhiệt. Hai là bạn sẽ được giữ ấm trong dạ dày của con gấu. Đéo một con gấu với bắc cực nào có thể nó bắt được em, và đéo con nào có thể thắng được em. Bởi vì nếu mà anh đã có cái điều gọi là lưu ý, đó là nếu như cởi đồ ra thì cầm chân gấu bắc cực và nó sẽ đứng lại người thì úi dồi ôi, em mà cởi quần của em ra một phát nha, gấu bắc cực điên nó ngửi phát nó ngất con mẹ luôn. Bỏ quần của bốn thằng bốn năm hôm không tắm, em đảm bảo với anh luôn, nó có một cái mùi khắm đặc trưng mà chỉ người yêu em ngửi nó mới thích thôi, chứ còn riêng là mấy con gấu bắc cực nó ngửi phát nó ngất con mẹ luôn. Nếu không tin á, ai Hùng cho gửi thử ngất luôn. Thử thách cấm cười. Curva. Babe, no. Chihuahua. Ordinadile, babaji. Babaji. This one, no bueno. This one, I'm confident. Thử thách cấm cười các bạn, thử thách cấm cười. As if you could handle even a fraction of my power. No! Sao mặt con chó ở cuối nó dài thế hả? Những thứ nhỏ hơn bạn nghĩ. Bạn tưởng tượng xem căn nhà nhỏ nhất ở trung tâm Sài Gòn trông sẽ ra sao? Nó đây, 2.2 mét vuông, 4 người đang ở, tắm rửa và vệ sinh họ dùng công cộng, ngủ thì họ thay phiên nhau ra nằm ngoài đường. Dù vậy, 2.2 mét vuông này vẫn là tiền tỷ. Chú mèo này có dễ thương như chú? Thật á? Đéo tin tiền tỷ à? Chú mèo nhà bạn không? Bạn không nên nghĩ về chú mèo nhà mình. Ngón tay à? Đây là mèo Pipo trưởng thành, bạn sẽ nắm được. Còn Pipo con sẽ ngủ trên đốt ngón tay của bạn. Mình sẽ bỏ túi nó. Quá thật sự vô cùng rất cực kỳ là nhỏ bé. Nghe đến sao Diêm Vương, hình như là nó cũng không quá nhỏ so với trái đất. Thế nhưng, trái đất có thể chứa đến 150 sao Diêm Vương và có thể ướm nó vào nước Úc. Những thứ nhỏ hơn. Thật á? Cái gì đây? Ghê bạn. Mẹ mày thề giật hết cả mình. Tôi thành công, tôi phải đi dạy nè. Ok anh, người thành công luôn có lối đi riêng. Anh ơi. Đâu rồi? Anh bạn à, tôi có thể bú. Có phải đây là một cái kỹ năng mới sau khi phát minh ra cái kỹ năng là để sẵn tiền ở đấy thì bọn nó sẽ dễ phát hiện, phải giả vờ rơi, sau đấy là dịch chuyển đằng sau đít để thông đít không? Bài học rút ra đây là gì các bạn? Đó là nếu như một thằng con trai rơi tiền ở bên ngoài đường và các bạn là con trai, các bạn không nên cúi xuống nhặt vì rất có thể các bạn sẽ bị mất trình lối đít. Tôi thấy có gì đấy không ổn này. Tổ tiên loài rết từng đáng sợ như thế nào? Đâu? Ê, đừng bảo mày quăng cái hình con rết trưởng lão ở trong One Punch Man ra nha. À rồi, ok.
tôi ảo anime. Khiếp, tức là con rết bây giờ nếu như mà xào lên thì nhiều con mới được một đĩa. Nhưng nếu như mà là tổ tiên con rết thì một mình con đấy thôi là cả làng ăn các bạn ạ. Cô gái này đã không biết mình đang đứng rất gần với tử thần đang ngụy trang dưới nước. Ui, khiếp, bọn em cá sấu trông kinh với ai không như ma. Trong khi mải câu cá tại một vùng nước nông lau sậy, cô gái này đã giật thót tim khi phát hiện ra một con cá sấu đang âm thầm đợi cô đến để lao lên cắn. Được biết loài cá sấu có thể quẫy đuôi, phóng thẳng người lên không trung để đớp mồi. Thật may là cô gái đã kịp phát hiện và lùi lại. Bạn nên biết cá sấu sẽ trở nên rất nguy hiểm khi đói. Đã về trông sợ vãi cái đái ạ. Các bạn ạ, tự dưng nhìn con này tôi lại nhớ đến cái món cá sấu nướng siêu cay thằng Kelly từng ăn. Cái nghe đồn Kelly bảo thịt cá sấu không ngon lắm. Nhưng mà con này mà đem lên quay thì trông có vẻ là cũng được á. Ok, thế được rồi, chắc là video reaction của mình sẽ xin phép dừng lại tới đây thôi. Nếu các bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của Hùng mỗi khi Hùng ra một cái video nào đấy mới nhất nhá. Xem để ăn cơm, biết được các bạn là thích ăn cơm thì sao. Ủa mà khoan đây tôi nói cái gì nhỉ? Thôi được rồi, còn bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc một ngày tốt lành.